đồng, thương ngọn cỏ đang chờ mong, thương anh có hay không. Mơ say đắm duyên cùng nhau, mơ khi gió sương bạc đầu, mơ tay nắm tay về sau. Rơi vào ánh mắt liệu trong đôi mắt ấy đã có ai chưa, hay còn chưa. Mũi gì ta? Sao em nhìn anh? Nhìn thấy em hả? Em đứng sờ sờ cho xong thấy chưa được. Tại sao em lại hỏi câu đó? Không có chùa thấy em đâu. Tại sao? Anh đón xin là sẽ xin. Mày! Thầy dặn bao nhiêu lần rồi, không được hùng ma người ta nữa mà. Con đâu có hùng ma đâu. Coi chị vợ anh có mấy câu, anh nghĩ con làm mai chứ bộ. Con xin lỗi thầy, em xin lỗi anh vì đã dọa anh sẽ tới đó trong quần. Sau này em không dám vậy nữa. Câu này nó vẫn không tính. Lát nữa chị Quỳnh qua, thầy mét chị Quỳnh đó. Không mà đại, con biết lỗi rồi mà. Chắc chưa? Chắc, sau này con không dám vậy nữa. Nếu lần sau mà còn thì sao? Mày. Cái gì nữa đây? Nghe mũi. Thấy anh ngồi đây, sợ anh bị mũi chết sốt xuất huyết thầy kêu em ra đưa cho anh. Không có. Tôi kêu nó là mai nhang ra đây thắp cô hồn. Dạ, cô hồn sống. Mày. Rồi định đứng đó nó bao giờ? Tới khi nào thầy cho bắt wifi thì thôi. Nói yêu tôi đi. Hả? Nói yêu tôi đi. Yêu. Gì? Yêu. Rồi đó được chưa? Cho cái bắt wifi đi. Cái bắt wifi là nói yêu tôi đi. Hết chữ gì đặt hay sao á? Đặt cái bát thấy gớm. Tôi không có muốn đặt vậy. Cục wifi nhà thầy. Không phải ý thầy thì còn ý ai nữa. Cục wifi nhà tôi. Tôi muốn đặt sao tôi đặt. Ngày mai tôi đổi tiếp. Người gì ích kỷ nhỏ nhen. Kiểu như ăn vô cầu cho bị tiêu chảy ra hết. Xin lỗi, cô có sao không vậy? Sao người ở đây lạ vậy ta? Ai cũng dị vãi. Thank you.
dậy chưa? Trời đất ơi, giờ còn nằm chảy thay ra đó nữa hả? Dậy rồi đó hả? Rồi tính đi đâu đây? Thì qua nhà thầy Sơn học chứ đâu nữa. Sao hôm nay chủ động dữ vậy ta? Cắn răng chịu đựng qua 2 tháng rồi về Sài Gòn. Chứ dầm mình ở đây hoài, mới có mấy ngày mà con ngán lắm rồi. Ờ nè nè nè, ăn sáng rồi anh đi học. Con không đói. Qua đây làm chi? Tới lớp thì tất nhiên là đi học rồi. Ai dạy cho mà học? Không sao, em có thời gian. Em sẽ ngồi đây đợi tới khi nào thầy đổi ý, hoặc là thầy ngán quá mà chấp nhận dạy thì thôi. Mơ hả? Đi về đi. Mẹ em nói á, nếu thầy chấp nhận dạy thì chỉ mất 2-3 tháng rồi về. Còn nếu không chấp nhận dạy á, thì cho để tới gục xuống. Yên tâm đi, thầy mà không dạy á, em ở đây phiền thầy cả đời cũng được mà. Xin lỗi cô, tôi không có cố ý. À, cô ơi, cô. Nè, gọi gọi cái gì? Vô đây, để mẹ trả lại cho cô bé đó cho. Ủa mẹ ơi, cái cô gái đó tên gì vậy mẹ? Tên Quỳnh. Mà con hỏi làm gì? Người xã mình hả? Sao hồi đó giờ con không thấy cô đó? Con suốt ngày cứ đi đàn đúm, sao biết được có ai trong làng trong xóm chứ. Thôi đi vô phụ mẹ công chuyện chút nha. Con ơi. Dạ. À, con cho ông hỏi một chút, thầy Sơn đâu rồi? Dạ con không biết nữa ông. À, đúng rồi, chắc là lại ra thăm ruộng á, chứ ai đâu ở không ở nhà cho mình tới mình nhờ vả chứ. Giờ này á mà không gọi con Hồng được á, một lát nữa nó đi mần ca đêm, làm sao mà gọi được. Hay à. Ông bà tính nhờ chuyện gì vậy? À, cái điện thoại của ông á, thường thường á ông nhấn nút vô một cái à, ông gọi cho con gái ông được. Mà sao bữa nay á ông nhấn hoài không có gọi được. Đâu, con coi thử giùm ông coi. Dạ. Sim bình thường sống cũng đủ, gọi được mà ông. Thì thường thường ông bà gọi á, con của ông bà ở trên Facebook á, là để được nhìn thấy mặt nữa đó. À, nếu mà gọi trên Facebook á thì chỉ cần ông bà kết nối wifi là được hả? Cái vụ này á thầy Sơn có làm cho ông rồi, cho nên á là mỗi lần ông muốn gọi cho con gái, ông chỉ cần nhấn nút vô một cái là thấy cái mặt nó liền à. Mà sao bây giờ bữa nay sao bấm hoài không được con? À, hình như ổng mới đổi mật khẩu wifi á, để con nhập cho ông nha. Mật khẩu mới là nói yêu tôi đi. Cái gì vậy? Sao mà xến xúa quá vậy? Có đúng như vậy không con? Dạ. Thầy Sơn từ trước tới giờ đâu có vậy. Xến xúa cái gì?
ý thầy đặt như vậy đó là có ý là nhiều khi nhắc nhở những cái người như ông vậy đó, nào vợ chưa biết nói lời yêu vợ con là cái gì hết trơn. Hết chữ thì đặt hay sao á, đặt cho bác thấy gớm. Tôi không có muốn đặt vậy. Cục wifi nha thầy, không phải ý thầy thì còn ý ai nữa. Cái bà này, bà cứ nói cái gì tào lao không à, để cho trẻ con nó cười vô mặt bây giờ. Sao rồi con, được chưa? Dạ xong rồi, giờ ông bà gọi được rồi đó. Nói chuyện được với con rồi nè. Nè bà nói chuyện nó đi. Ông nói nó đi. Thôi bà nói đi chứ tôi có gì đâu để mà nói. Má nè, ăn uống gì chưa con? Dạ con mới đi đón thằng Tèo ở nhà trẻ về. Giờ lo cho nó ăn rồi tranh thủ đi làm ca đêm nữa. Nè nè, con cũng lo ăn uống đi nghe không. Lấy gói mì bẻ ra, xong rồi bỏ vô tô á, chế nước sôi vô, vậy là ăn được rồi nha con. Ừ, ăn đại vậy đi, được, không có được nhịn đói nghe, bệnh đó. Dạ con biết rồi, ba má ăn gì chưa? Ừ, ba con khỏi lo, chiều là ổng lo quất tô cái là ổng đi ngủ à, há gà vô chuồng là ổng lên giường luôn á. Ừ nè, nè nhớ, rồi cái thằng Tèo đâu, cho nó ra gặp ngoại chút đi. Chồng con dắt đi tắm rồi. Vậy nè, bay rảnh rồi bay tranh thủ cho chồng con bay về thăm ba má với. Trời ơi lâu quá rồi không cho nó về thăm, nó quên mặt ông ngoại bà ngoại sao. Giờ để con thu xếp thử, tại mấy nay cũng không biết về được không. Tết nhất đám giỗ bên nhà chồng nhiều, con cũng muốn về mà chưa biết tính sao. Nè nè, cái bà này, con ơi, con đừng có nghe má con nói đi nghe không con. Bà nói vậy đó, rồi con còn phải lo bên chồng lo con nữa. Khi nào á rảnh thì con hẳn về chứ. Không, đừng có nghe lời má con nghe không. Thôi bây giờ tranh thủ ăn đi rồi còn đi làm nữa. Bà đó, bà cứ nói để cho con nó buồn không à. Thì tôi nhớ nó, tôi nhắc nhở nó vậy thôi. Chứ lấy chồng 4 năm rồi, có mấy khi nó về nó thăm mình. Đợi đến lúc nó về, lúc đó tôi với ông chết mất xác. Cái bà này, cái miệng ăn mắm ăn muối, nói tầm bậy tầm bạ không à. Cảm ơn con nha. Dạ không có gì đâu bà. Đi về. Cảm ơn con nghe. Dạ chào bà. Nè, ai cũng về hết rồi, sao không về đi? Tại sao phải theo số đông? Ai cũng về thì em ở lại. Thích tàu nét gì đó, được không? Tàu nét quá có chừng tét não đó. Cũng biết mấy câu tin tin của Gen Z ghê ha. Muốn làm gì thì làm. Đi đâu vậy? Cho em theo với. Thầy, nói này nè. Chị Tắm ơi chị Tắm, đầu chị lắm, chị hụp cho sau, kéo về mẹ mắng. Không vui hả? Y chang trong chuyện Tắm Cám luôn nè. Ốc nè, bùn nè, một người làm một người chơi nè. Xin lỗi, làm tiếp đi. Không vui gì thôi, mắc gì quạo. Cười gì? Không có gì. Rõ ràng thấy thầy cười mà. Đại đó là không có gì, phiền quá. Đây. Không có gì thôi, mắc gì quạo. Ê thầy, cái này cứ để em. Quỳnh, Quỳnh ơi. Đúng là hoa hồng thì phải có gai, còn mày đặt bơ mình nữa chứ. Cái nhà xinh y chang như chủ nó vậy. Thank you.
Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em có nhặt được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Tuy là nó hơi sai về bối cảnh nhưng mà đúng như tâm lý thì gái nào mà chẳng đổ. Ui da. Ai vậy? Mày đặt hù tao hả? Đâu có dễ. Mà mai cái con cái mẹ mày, nửa đêm định mò nhà người ta, tin tao móc hai con mắt mày ra không bằng chó. Tao định hồi nào? Hồi nãy gỗ ngồi đây tao kêu cổ mấy lần luôn á. Con Quỳnh nó điếc, mày kêu nó được cái mẹ gì? Quỳnh điếc hả? Tao không biết. Biết. Tao mà thấy mày tới đây một lần nữa, mày không xong với tao đâu. Ra đi, ở trong đó gắn nó cắn chết bây giờ. Mẹ kéo vali đi đâu vậy? Ở công ty có việc, mẹ phải về gấp. Còn con thì sao? Thì ở đây chứ sao? Sao mà được? Cái gì mà không có được? Nè, mẹ nói cho con biết nha. Cứ cái đà mà không chịu học hành như vậy á, mẹ cho con ở đây suốt đời, chứ không phải chăm ba bữa đâu, biết chưa? Mẹ... Con trai không có mẹ nheo vậy được. Mẹ đi đây. Ơ kìa trời. Ăn nắng sớm hương thơm mái tóc, liệu trong đôi mắt ấy đã có ai chưa, hay còn chưa?